Sa Thiên Vương thân ụ luôn, chậu này cũng ra được một hoa, nụ rất to. Con này con gì anh? Nhá biết con gì? Chưa biết hoa. À, nói chung là nhiều cây mình không biết, vì mình không chơi lâu nên mình không biết. Đúng rồi. Mới chơi nên mình chả biết cây gì. Chỉ biết mỗi là cây đồng tiền dễ nhớ. À, mẹ đi mua toàn cái gì? Long tu nó bảo Phú Thọ mua cái treo này. Đây là hồng hồng ngoại vân này, dễ tự nhiên rất đẹp. Nhưng mà cái giá hơi chát. Như thế này nó phải chú thọ được chứ. Đây toàn bảo Phú Thọ, mình toàn bị nó lừa chứ. Mình non tay không biết thế nào đấy. Ngày mới chơi mất hơi bị nhiều tiền. Mà bỏ trên mạng đấy. Mua giờ bọn